Thưa quý vị, gần 100 công nhân tại xưởng sản xuất linh vật tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh luôn tay cầm cụi từng bước để kịp tung ra thị trường những linh vật rồng độc đáo, đẹp mắt vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Năm nay, ngoài mẫu rồng truyền thống, xưởng còn tạo hình linh vật rồng khá ngộ nghĩnh, rất hút đơn đặt hàng. Hơn một tháng nữa là đến Tết Giáp Thìn 2024, nhưng gần 100 công nhân tại xưởng sản xuất mô hình linh vật, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ mỹ thuật Tân Diệt, rộng 2.500m², phường Long Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đang tất bật hoàn thiện các mô hình rồng khổng lồ để kịp phục vụ cho khách hàng. Được biết, giá mỗi sản phẩm rồng dao động từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng, tùy thuộc vào chất liệu xốp, nước sơn, kích thước và màu sắc. Theo đó, từ những khối mút xốp to, công nhân sẽ mang đi cắt gọt, tạo hình theo yêu cầu và mẫu thiết kế của từng khách hàng. Trước khi bắt tay vào làm, đội ngũ thiết kế sẽ phát họa trước hình mẫu linh vật trên máy tính rồi đưa cho khách. Nếu khách đồng ý, họ sẽ đem mẫu hình cho robot chạy chương trình Photoshop. Sau đó sẽ tới công đoạn chà mài, chà nhám để bề mặt xốp được mịn màng, bóng loáng. Tiếp đến là chạm trổ, điêu khắc cho sản phẩm hiện rõ được đường nét, rồi phủ lớp vật liệu composite bên ngoài để tăng độ bền cho sản phẩm. Tính thẩm mỹ của sản phẩm cũng được quyết định bởi công đoạn tô màu vô cùng tỉ mỉ.